Thưa quý vị, từ hôm nay 16 tháng 10, việc đi lại giữa các tỉnh đã nới lỏng. Không còn nhiều hạn chế trong di chuyển liên tỉnh, tất yếu lượng người và phương tiện từ các địa phương khác đổ về Bà Rịa Vũng Tàu cũng tăng hơn những ngày trước đó rất nhiều. Tại chốt kiểm tra y tế trên quốc lộ 51 trong sáng nay 16 tháng 10 đã đối mặt với tình trạng quá tải. Chốt kiểm tra xe máy và xe ô tô cá nhân trên quốc lộ 51 ngay trước cổng vào khu công nghiệp Mỹ Xuân A. Các phương tiện tập trung rất đông để làm thủ tục qua chốt và đa phần là các phương tiện đến từ Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo công văn mới, người điều khiển phương tiện từ các địa phương khác đến Bà Rịa Vũng Tàu không cần xuất trình giấy xét nghiệm âm tính, nhưng phải trình với cơ quan chức năng giấy xác nhận tiêm vaccine, sau đó được hướng dẫn làm thủ tục khai báo y tế trước khi tiếp tục hành trình. Mình đi đâu từ đâu về đây à? Đi từ Đồng Nai xuống. Từ Đồng Nai xuống mình có lưu trú lại ở đây Bà Rịa Vũng Tàu không? Không. Mình đi về trong ngày đúng không? Đúng rồi. Đối với quy định mới của Bà Rịa Vũng Tàu nha, là người đến từ địa phương khác phải chích ngừa. Và nếu mà lưu trú lại Bà Rịa Vũng Tàu thì phải tới địa phương khai báo. Rồi có tiêm chích ngừa chưa? Tại như anh này là có đây nè. Anh này là số bảy khỏe có 2 mũi rồi nè. Trước khi công văn số 15467 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được ban hành, mỗi ngày có khá nhiều phương tiện từ các địa phương khác đến Bà Rịa Vũng Tàu phải quay đầu khi đến chốt kiểm soát ở quốc lộ 51. Hôm nay, nhiều hạn chế được tháo gỡ nên nhiều người thấy nhẹ nhõm hẳn. Mấy tháng rồi, hôm nay mới đi. Biết là có cái thông tư của nghị định của chính phủ, thế là mình có đủ cái điều kiện để mình đi. Là tình hình như thế này thì là tốt thôi, tạo điều kiện cho dân đi lại thông thương, người làm ăn. Với thứ hai nữa là có những cái việc riêng cá nhân giải quyết như thế là rất là ổn thỏa. Hôm qua 6 giờ tối thì đến đây thì lúc đó chưa đủ điều kiện, thứ nhất là phải có hộ khẩu thì mới đi qua. Sau đó thì không có hộ khẩu nên phải bắt buộc phải quay đầu. Thì về đến nhà thì thấy trên báo đăng từ 0 giờ ngày 16 là Bà Rịa Vũng Tàu mới lỏng giãn cách, cho phép đi lại nếu mà có tiêm vaccine. Cho nên là hôm nay mình mới đến đây. Thủ tục hôm nay là thấy rất là thông thoáng, rất là nhanh, gọn hơn là các cái ngày trước. Nới lỏng điều kiện di chuyển giữa các địa phương trong bối cảnh vẫn phải đảm bảo các quy định phòng dịch là một nhiệm vụ rất áp lực đối với các chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ vào tỉnh. Dự báo lượng người và phương tiện sẽ gia tăng đáng kể. Công an tỉnh đã chủ động tăng cường nhân lực cho các chốt kiểm soát khu vực này. Nhiều người chưa nắm rõ về quy định của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ví dụ như là tiêm vaccine là mới được xuống, rồi là bỏ cái giấy xét nghiệm. Cho nên anh em phải giải thích rất là nhiều. Theo lực lượng chức năng, từ những ngày trước, lưu lượng người và phương tiện qua chốt đã tăng nhiều lần do các tỉnh thành lân cận từng bước mở cửa. Tuy nhiên, bắt đầu từ sáng sớm ngày 16 tháng 10, lượng người và phương tiện qua chốt cửa ngõ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tăng lên gấp nhiều lần. Lực lượng chức năng đã phải liên tục điều phối, nhưng tình hình tập trung ùn ứ không mấy cải thiện.